Xin chào các bạn, hôm nay Sống Tình Yêu sẽ cùng đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho người vợ. Người phụ nữ này thì là khách hàng thân quen của tôi khá là lâu và chị cũng là một người rất là rộng lượng về tài vật. Chị cũng là một người rất là thoáng. Tôi chưa có gặp nói chuyện mặt đối mặt với chị lần nào, nhưng mà qua giọng nói thì tôi cũng thấy là chị là người rất là nhân đức và có một cái tâm, có thể nói là tâm hiền lành. Thì đây là lần thứ hai, hai cô là người thứ tư tố giác cái cô người thứ ba. Nói đến đây thì các bạn bị rối đúng không? Tôi định nghĩa lại nè. Lần đầu tiên á, chị này chỉ gặp một người đàn bà gọi điện thoại đến và báo cho chị biết rằng chồng của chị đang cặp bồ với một ai đó. Thì cái cô mà gọi điện thoại đó thì bây giờ cô đang làm người thứ ba. Thì cô đang cặp với chồng của vị khách hàng này. Thì có một cái cô khác, cô lại gọi điện thoại đến báo cho chị biết rằng cái cô người thứ ba này này đang cặp với chồng của chị. Và khả năng là chị nói là cái người mà đi báo đó là cái người cũng đang thích chồng chị. Nhưng mà vì thấy hai người kia quen nhau lâu bền nên cảm giác như ghen tức. Thì tôi mới đặt câu hỏi cho chị là chồng chị là người có nhiều tiền lắm hả? Hay anh ta là người đẹp trai, hay anh ta là cái người mà nói chuyện có duyên thu hút? Thì chị nói là tất cả. Tức là điểm nào cũng có hết. Và lại còn có một cái điểm là anh ta rất là sợ nở về tiền bạc. Thì thực ra mà nói là với một cái mối quan hệ với người thứ ba thì người thứ ba cũng không chắc chắn là người đàn ông nó sẽ bỏ vợ. Nhưng khi bước vào vấn đề quen biết rồi đi chơi hẹn hò mà người đàn ông thoải mái, người đàn ông hào sảng, người đàn ông không có keo, không có kibo thì người đàn bà nào cũng thích. Và người đàn ông đó mua quà hay là ăn nhậu thoải mái hay là tiêu xài không phải suy nghĩ á, thì bản thân người đàn bà nào cũng muốn giao thiệp với cái kiểu người đàn ông như vậy, vì không có phải lo nghĩ, không có phải mất vui, đang chớn vui tự nhiên nhắc đến tiền hết vui, hoặc là nhắc đến cái việc mà trả tiền thấy không hứng thú. Bây giờ trong cái tình huống chồng của chị là cái người hào sảng, thu hút được rất là nhiều người đàn bà thích anh ta, dường như anh ta là một cái gì đó mà mọi người phải tranh đó. Lần đầu tiên á, cái cô người thứ tư á, cô tố giác chồng của chị quen với cô thứ ba, rồi cuối cùng cô thứ tư đó dính với chồng chị luôn. Đến bây giờ có thể nói là cô thứ tư mới, gọi là cô thứ năm tố cái cô thứ tư. Nói đến đây thì cười ra nước mắt với chị, rất là thương chị ha. Một người phụ nữ mà đức hạnh vẹn toàn, lo làm ăn, rồi không phải xấu xí gì mà chồng thì cứ lăng nhăng bên ngoài như thế, chứng tỏ là cái độ phá phước của anh ta nó nhiều và dày đến cái tần suất mà không thể nào mà thay đổi, cải biến được. Chẳng qua là chị thay đổi và nhận thức như thế nào về vấn đề sống bên cạnh chồng thôi, chứ chồng chị như vậy là gần như cái dạng hết thuốc chữa rồi. Nhưng mà người đàn ông này cũng không đánh đập vợ, cũng mang tiền về cho vợ. Nói chung là một người đàn ông mà người vợ này không có nhu cầu muốn bỏ, vì còn tình cảm với chồng và bản thân anh ta cũng không quá tệ với vợ. Thế nên đa phần mọi người sẽ chấp nhận cái mối quan hệ này. Và tôi mà khuyên chị bỏ thì cũng vô lý, bởi vì chị sẽ không làm được điều này, đúng không? Tại vì không có một người phụ nữ nào mà bỏ tiền ra đi tư vấn để mà bỏ chồng hết. Chỉ có trường hợp người ta đi tư vấn miễn phí thì người ta biết thừa là cái người kia sẽ tư vấn bỏ, thì người ta mới tìm cái người đó để tìm một cái động lực để bỏ thôi. Còn những người mà bỏ tiền ra đến gặp chúng tôi thì hầu như là họ muốn chữa lành, họ muốn tìm thấy một cái điểm tựa để mà có thể tiếp tục cuộc hành trình đau khổ cùng với người đàn ông, trong cái sự đau khổ mà họ cảm giác như bớt đau hơn. Họ tìm đến với tôi với mong muốn là giảm đau, tức là tôi gần như là bác sĩ gây tê vậy đó. Những cái lời nói và những cái sự phân tích của tôi khiến cho họ bớt đau hơn, tức là giảm đau trong cái độ đau của họ. Thì có thể hiểu như thế này chị này, có những người á, tôi có nghe một cái bài giảng của một cái vị sư thầy nào tôi quên rồi, có nhiều người á, người ta xuất thân từ một cái cảnh giới làm người, nên kiếp này người ta làm người, người ta sống với cái tư cách làm người. Có nhiều người thì sống với cái tư cách làm thú, nên là quay lại đời này cũng là mang thân hình người nhưng mà tâm tánh như là thú, không có suy nghĩ, không có nhận thức mà rất là dâm ô. Rất là nhiều những cái thông tin, đương nhiên là người trần mắt thịt hoặc là người mà không có định lực thì không bao giờ nhìn thấy và không hiểu thấu suốt được cái dòng chảy của nhân quả, vì diễn biến nhân quả nó rất là phức tạp, vì thay đổi từng ngày từng giờ từng phút từng giây, nên là mình không biết được.
Thì chỉ có những cái cách lý giải như vậy thì làm cho người ta bớt đau hơn, và đó cũng là một cái liệu pháp để giúp cho người ta sống tốt khi mà người ta phải đối diện với những cái cơn đau. Còn bởi vì chồng của mình là người như vậy rồi, thì người thứ tư này mới cung cấp cho chị và báo cho chị biết rằng là cô ta hẹn với chị một cái buổi nói chuyện để nói về chồng chị và cái người thứ ba, thì chị mới tư vấn với tôi rằng chị có nên gặp người phụ nữ đó không. Thì tôi hỏi là chị gặp để làm cái gì đã? Chị gặp rồi chị biết những cái sự thật đó, chị có được chồng yêu hơn không? Chị biết được sự thật đó, chị có buồn không? Rồi chị biết cái việc đó rồi chị về, chị có cảm thấy là chị vui vẻ, trẻ khỏe lên không? Tất cả những cái câu trả lời đều là không, thì chị không nên gặp. Tại vì người đó đem đến cho chị một khối lượng tiêu cực. Tiêu cực từ hành vi, tiêu cực từ lời nói, tiêu cực thân tâm khẩu ý đều có hết. Vậy thì mình tìm đến với sự đau khổ để làm gì? Để rồi mà mình phải đi tìm cái nơi giải phóng cái sự đau khổ đó, khi mà tất cả mọi cái con virus đau khổ nó bám lấy chị. Rồi chị lại đi gỡ từng con virus đau khổ ra khỏi người chị. Có phải là mất công không? Để mà khỏi đau khổ thì mình đừng có tò mò, mình đừng có muốn biết. Tại vì biết cho cùng nên đó thì chồng chị cũng ngoại tình, rồi cũng có con rơi thì chứ có gì khác nữa đâu, đúng không? Chị ngồi chị nghĩ coi em nói có sai không. Chồng chị cuối cùng nó cũng chỉ là ngoại tình, cuối cùng cũng chỉ là có con rơi, mà những cái đó chị biết hết rồi, chị đâu còn có nhu cầu gì biết hơn nữa mà đi tìm người người thứ tư lại làm gì. Và chị cũng biết thừa là cái người mà gặp chị để tố những cái điều như vậy, người đấy lại có khả năng sau này trở thành người thứ ba hiện tại của chồng chị, giống như cái người đang dính mắc mà cô ta đi tố. Đúng thật là dòng chảy nhân quả, chị thấy không? Cái người trước đây đã từng tố nói chuyện với chị, thì cái người đàn bà đó bây giờ đang dính mắc với chồng chị, bây giờ lại gặp một cái người đàn bà lại đi tố chồng chị với cái kẻ đó, thì cái kẻ này thì có khả năng cũng lại dính mắc với chồng của chị. Thế nên là đâu kiểu như sóng trước đổ đâu thì sóng sau cũng đổ đó, giống hệt như là một cái quy luật gì đó mà nhiều người đàn bà sẽ thích chồng chị ở cái việc là ví dụ như chồng chị thường hay cho tiền người đàn bà nào đó trước mặt một người đàn bà khác, khiến cho cái tâm ganh tị của người đàn bà kia nổi dậy và làm cho nhiều người đàn bà muốn có được anh ta. Vì ai cũng muốn có được cái cảm giác yêu thương, cảm giác được cưng chiều, cảm giác được người đàn ông đó mua sắm cho chẳng hạn. Thì họ ganh tị đố kỵ với nhau, thì họ sẽ tìm mọi cách để mà hạ bệ người kia, để mà mình có khả năng tiếp cận được với đối tượng mà họ muốn. Thế nên là tôi khuyên chị chẳng nên gặp người thứ tư lần thứ hai này để làm gì. Tại vì mình biết rồi, mình biết rồi nên là mình đừng tỏ ra như mình không biết, để rồi mà mình thêm khổ đau. Vì chính chị đã chạm phải cái nỗi đau mà cực đỉnh rồi, thì không còn một nỗi đau nào hơn thế nữa. Mình đã chịu đau đến mức mà cực đại, thì những cái nỗi đau nhỏ nhỏ mình sẽ vượt qua được. Giống hệt như người phụ nữ khi mà sinh con ra, tiếng hét á á á rất đau, cái giai đoạn đau đến một mức mà 100% sợi thần kinh đau nó xuất hiện. Thì sau khi mà đứa con nó ra đời, cơn đau nó lập tức mất đi. Thực tế ra là người ta vẫn đau, nhưng vì người ta đã đạt cái độ ngưỡng đau cao nhất, lớn nhất, nên là người ta không còn có cảm giác đau nữa. Nhưng mà cơ thể người ta vẫn đau. Đấy, chị là tình huống như thế. Chị đã đi đến tận cùng của nỗi đau rồi, mà chị bây giờ phải đối diện với những cái nỗi đau nho nhỏ, thì chị đừng có đối diện với nó nữa, cho nó thêm phiền. Nó không làm cho chị tốt đẹp hơn, nhưng mà nó cũng chẳng làm cho chị đủ đau để bỏ chồng. Nếu vậy thì mình đối diện với nó để làm gì hả chị, cho mất thời gian. Mất thời gian của chính chị, phiền. Thế nên là em nói thẳng với chị như vậy. Nếu mà chị đã không chọn cách bỏ chồng thì thôi rồi, chị bỏ qua chuyện này, chị tu hành đi. Chị chuyển nghiệp cho chồng chị bằng cách niệm Phật, bằng cách ăn chay, làm những điều tốt đẹp. Và nói với chồng của chị á, là em có nghe một người, người ta nói á, là anh đang quen với cái người như thế và họ có ý như muốn tố anh. Thì em cũng nói với anh vậy, nhà mình có con gái, anh làm gì cũng nghĩ đến cái đức để mà cho con mình nó được hưởng phước từ cha. Với cái thứ hai đấy, em nói thẳng với anh vậy, anh quen với những người như thế phá phước rất là nhiều, em sợ là anh dần dần bào phước đi thì rất là uổng, rất là tiếc cho cuộc đời của mình. Mình phải dừng lại, làm được những cái điều tốt, đừng có dính vào cái nghiệp tà dâm. Đó, chị chỉ nói như vậy thôi, tại vì chị cũng không cản được anh ta. Chị cũng không thể nào mà
cấm anh ta được, và chị chẳng thể nào mà đi đấm đá cái người thứ ba thứ tư được, chị cũng chẳng thể nào chịu tục chịu thề được. Thì cách mà chị nói với anh ta hàng ngày những cái điều như thế, và chị chọn cái thời điểm để nói, và nói ít thôi, nói một lần hai lần thôi, vì người mà không thay đổi được thì chị không thể nào thay đổi được. Với cái bài mà tôi vừa mới ra trong đây trước đây vài ngày á, nó có hai cái điểm mà bạn cần chú ý đến cái việc là người đàn ông không thể thay đổi được và thay đổi được nó khác nhau ở chỗ nào, thì tôi đã phân tích rồi và tôi cũng đã gửi cho chị xem rồi đó. Có những cái kiểu người chị không bao giờ thay đổi được, nếu chị không thay đổi được họ mà họ mạnh và họ lấn át thì họ sẽ thay đổi chị theo cái chiều hướng tiêu cực. Nếu chị mạnh hơn họ thì họ sẽ không làm cho chị bị thay đổi theo chiều hướng tiêu cực, mà trái lại cái sự tích cực từ chị nó sẽ làm cho họ bị ảnh hưởng. Nếu mà chị làm được điều này á, thì gần như là chị đang tu tại gia rồi, chị nhìn vào ông chồng để tu, và chị vượt qua được tất cả mọi sự khổ đau khi ở bên cạnh một ông chồng khiến cho chị đau khổ, thì chị chính là đã tìm được cái phương pháp, tìm được đúng cái liều thuốc cho cái vấn đề bình an của chị rồi chị nhé. Chồng ngoại tình nhiều năm, nhiều lần, đến mức mà các cô nhân tình ẩu đả rồi chiến tranh với nhau, báo về cho vợ, gần như là một cái trạng thái nó loạn. Thế giới cuồng dâm của anh ta đang ở trong trạng thái đảo điên. Chị cần phải bình yên khi mà đối diện với cái cảnh như thế này, và không nên tham gia, vì chị có tham gia đi nữa thì chị cũng không thể ngăn cản được, và chị cũng không làm cho người chồng đó dừng lại được, và chị cũng không thể làm cho chị được anh ta yêu hơn. Thế nên là chị hãy loại khỏi những cái suy nghĩ như thế ra khỏi bộ não của mình, để mình bớt khổ đau, mình bớt phiền hơn chị nhé. Rất là cảm ơn chị đã chọn em là người tư vấn cho chị. Mong rằng chị sẽ tìm được bình an trong tâm thông qua cái việc mà chị dựa vào tôn giáo, sám hối, đọc chú, niệm Phật để mà hồi hướng cho anh ta và hồi hướng cho những người thứ ba đầy nghiệp chướng kia chị nhé. Rất là cảm ơn chị. Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu của mình để lắng nghe kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.